Thầy chào các em. Thầy rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học ngày hôm nay. Các em thân mến, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng ôn tập chủ đề rèn luyện kỹ năng biểu đồ và nhận xét bảng số liệu. Để học tốt chủ đề ngày hôm nay, các em chuẩn bị cho thầy sách giáo khoa địa lý 12, Atlas địa lý 12, vở ghi và chuẩn bị thêm cho thầy máy tính cầm tay để chúng ta tiến hành bài học một cách hiệu quả nhất. Chúng ta tìm hiểu vào vấn đề thứ nhất, đó là kỹ năng biểu đồ. Kỹ năng biểu đồ là một trong những kỹ năng rất quan trọng để các em chinh phục bài thi của môn địa lý. Và kỹ năng biểu đồ, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về phân loại biểu đồ. Biểu đồ dựa theo chức năng, chúng ta có thể được hiểu như là biểu đồ thể hiện được quy mô, tình hình phát triển, tốc độ tăng trưởng của các đối tượng địa lý thuộc các loại biểu đồ sau đây. Thứ nhất, đó là biểu đồ cột, biểu đồ đường và biểu đồ kết hợp. Còn cơ cấu, chuyển dịch cơ cấu của các đối tượng địa lý thuộc về nhóm biểu đồ miền và biểu đồ tròn. Còn dựa vào hình dạng thì chúng ta có 5 dạng biểu đồ cơ bản xuất hiện trong đề thi trung học phổ thông môn địa lý, đó là biểu đồ cột, biểu đồ đường, biểu đồ miền, biểu đồ tròn và biểu đồ kết hợp. Và bài học hôm nay chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu 5 cái dạng biểu đồ này và chúng ta sẽ phân tích sâu cái câu hỏi liên quan đến 5 dạng biểu đồ này. Trong những năm gần đây, câu hỏi biểu đồ thường rơi vào các dạng sau đây. Thứ nhất, đó là chọn biểu đồ thích hợp. Thứ hai, xác định tên biểu đồ hay là nội dung của biểu đồ. Thứ ba, đó là tìm nhận xét đúng hoặc không đúng với biểu đồ cho sẵn. Đấy sẽ là nội dung trọng tâm của chúng ta trong bài học hôm nay. Thầy trò chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng biểu đồ một với 3 dạng câu hỏi sau đây. Thứ nhất, đó là biểu đồ tròn. Đối với biểu đồ tròn, các em để ý cho thầy trong câu dẫn thường có các cụm từ quy mô cơ cấu tỷ trọng và tỷ lệ vân vân. Về bảng số liệu, cấu trúc của bảng số liệu thường chỉ có một đơn vị, thời gian trong bảng số liệu thường dưới 3 năm hoặc bằng 3 năm. Cấu trúc của bảng số liệu thường có tổng số hoặc các thành phần liên quan đến tổng số. Thì đấy là những cái câu dẫn liên quan đến biểu đồ tròn mà các em cần phải nhạy bén trong khi đọc đề và phân tích đề một cách nhanh nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu dạng thứ nhất của biểu đồ tròn, đó là tròn biểu đồ thích hợp. Thầy cho bảng số liệu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2010-2018, đơn vị là 1.000 người. Có 2 năm 2010 và 2018, có 2 thành phần đó là thành thị và nông thôn. Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô và cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta, năm 2010 và 2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Đường, B. Kết hợp, C. Miền và D là tròn. Các em nhớ lại cả cái từ khóa nhận dạng biểu đồ tròn mà chúng ta sẽ phân tích, từ đó sẽ lựa chọn được dạng biểu đồ phù hợp cho bảng số liệu này. Thứ nhất, đó là trong câu dẫn xuất hiện quy mô và cơ cấu. Về bảng số liệu, chúng ta thấy đang có đơn vị là 1.000 người, một đơn vị. Có hai mốc thời gian, đó là 2010 và 2018, và có hai đối tượng, hai thành phần, đó là thành thị và nông thôn liên quan đến tổng số. Như vậy, chúng ta chốt cả cái phương án, cả cái từ khóa này với nhau thì chúng ta sẽ lựa chọn được đáp án đúng cho bảng số liệu này, đó là biểu đồ tròn. Như vậy, thầy nhắc lại, biểu đồ tròn chúng ta sẽ nhớ lại cả cái từ khóa như là quy mô và cơ cấu tỷ trọng và tỷ lệ vân vân. Từ đó chúng ta sẽ nhớ ra các mốc thời gian dưới 3 năm và cả cái thành phần liên quan đến tổng số, vân vân. Dạng thứ hai của biểu đồ tròn, đó là xác định tên biểu đồ hoặc là tên của nội dung của biểu đồ. Thầy cho biểu đồ có 2 năm 2010-2018 với 3 đối tượng: tôm đông lạnh, cá đông lạnh và thủy sản khác. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Quy mô giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta năm 2010-2018. B. Quy mô và cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta năm 2010 và 2018. C. Chuyển dịch cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta năm 2010-2018. Và D. Tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu hàng thủy sản của nước ta năm 2010-2018. Đối với cách xác định tên biểu đồ thì các em phải nhớ thật kỹ cho thầy các từ khóa và các cái dẫn chứng ở trong bảng số liệu. Ví dụ, quy mô giá trị sản xuất nó sẽ thuộc về biểu đồ cột. Phương án C, chuyển dịch cơ cấu sẽ thuộc về biểu đồ miền.
Tốc độ tăng trưởng nó sẽ liên quan đến biểu đồ đường. À như vậy chỉ còn phương án B, quy mô và cơ cấu. Tức là dựa vào biểu đồ này, chúng ta thấy rằng có hai bán kính khác nhau thể hiện được quy mô và các cái thành phần có tỷ lệ khác nhau như thể hiện được cơ cấu. Như vậy phương án B là phương án trả lời chính xác cho câu hỏi này. Dạng thứ ba của biểu đồ miền đó là tìm nhận xét đúng hoặc không đúng với biểu đồ cho sẵn. Thầy cho biểu đồ cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế nước ta năm 95 và 2014. Căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tỷ trọng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ phân theo thành phần kinh tế của nước ta năm 2014 so với năm 1995. A. Khu vực kinh tế nhà nước giảm, khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng. B. Khu vực kinh tế nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng. C. Khu vực kinh tế nhà nước và khu vực kinh tế ngoài nhà nước tăng. D. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng, khu vực kinh tế nhà nước giảm. Để trả lời được câu hỏi này, các em phải đọc kỹ cho thầy câu dẫn của câu hỏi, đó là cho tìm nhận xét không đúng, tức là câu hỏi phủ định. Như vậy chúng ta sẽ lựa chọn phương án không đúng để tìm cho đáp án này. Và chúng ta phải quan sát nhanh biểu đồ để nhận biết đối tượng nào tăng, đối tượng nào giảm. Như vậy chúng ta đã thấy rằng là khu vực nhà nước giảm tỷ trọng, khu vực ngoài nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng tỷ trọng. Từ đó chúng ta sẽ áp vào cả cái phương án trả lời để lựa chọn được phương án đúng nhất. Như vậy phương án đúng nhất của câu hỏi này đó là khu vực kinh tế nhà nước và khu vực ngoài nhà nước tăng. Mình tìm phương án không đúng và đấy sẽ là phương án không đúng cho câu hỏi này. Dạng biểu đồ thứ hai đó là biểu đồ miền. Vậy thì khi nào mình sẽ chọn biểu đồ miền? Các em đọc câu dẫn và đặc biệt quan tâm cho thầy những câu dẫn sau đây. Thứ nhất đó là chuyển dịch cơ cấu, thay đổi cơ cấu, thay đổi tỷ trọng, vân vân. Về bảng số liệu, chỉ có một đơn vị và thời gian trong bảng số liệu từ lớn hơn hoặc bằng 4 năm trở lên. Cấu trúc bảng số liệu thường có tổng số hoặc cái thành phần trong một tổng. Thì đấy là những cái dữ kiện liên quan đến biểu đồ miền. Thầy nhắc lại chuyển dịch cơ cấu, thay đổi cơ cấu hoặc là thay đổi tỷ trọng thì chúng ta sẽ lựa chọn biểu đồ miền. Chúng ta tìm hiểu dạng thứ nhất của biểu đồ miền, đó là chọn biểu đồ thích hợp. Thầy cho bảng số liệu cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta năm giai đoạn 2005-2016. Chúng ta có 4 mốc thời gian, có 3 đối tượng: lúa đông xuân, lúa hè thu và thu đông, lúa mùa, đơn vị là phần trăm. Theo bảng số liệu để thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta giai đoạn 2005-2016, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Đường, B. Kết hợp, C. Miền và D là tròn. Chúng ta nhớ lại các cái từ khóa của biểu đồ miền. Thứ nhất, đó là trong câu dẫn có sự chuyển dịch cơ cấu. Thứ hai, đơn vị, một đơn vị và ở đây là đã cho đơn vị phần trăm. Và có 4 mốc thời gian. Có 3 thành phần thể hiện trên biểu đồ, trên bảng số liệu liên quan đến tổng số. À như vậy, từ đó chúng ta sẽ lựa chọn được biểu đồ thích hợp cho bảng số liệu này, đó là biểu đồ miền. Dạng thứ hai của biểu đồ miền đó là xác định tên biểu đồ hay là nội dung của biểu đồ. Thầy cho bảng số liệu biểu đồ. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Có 3 đối tượng đó là nông lâm, ngư nghiệp, công nghiệp xây dựng, dịch vụ giai đoạn từ năm 90 đến 2014. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Quy mô và cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn 90-2014. B. Tổng giá trị cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1990-2014. C. Tốc độ tăng trưởng cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1990-2014. Và D. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn 90-2014. Chúng ta nhớ lại câu dẫn của biểu đồ miền để chúng ta lựa chọn. Như vậy là quy mô và cơ cấu liên quan đến biểu đồ tròn như chúng ta vừa học. Tổng giá trị cơ cấu cũng liên quan đến biểu đồ tròn bởi vì nó liên quan đến tổng số. Tốc độ tăng trưởng liên quan đến biểu đồ đường. Như vậy phương án cuối cùng đó là chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1990-2014 là phương án trả lời đúng. Như vậy phương án D là phương án trả lời đúng cho câu hỏi này. Dạng thứ ba của biểu đồ miền đó là tìm nhận xét đúng hoặc không đúng với biểu đồ cho sẵn.
thay cho biểu đồ. Có hai đối tượng xuất khẩu và nhập khẩu giai đoạn 1990-2018. Biểu đồ cơ cấu giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2018 căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2018. A. Cơ cấu giá trị nhập khẩu của nước ta tăng liên tục. B. Cơ cấu giá trị xuất khẩu của nước ta tăng liên tục. C. Cơ cấu giá trị nhập khẩu luôn lớn hơn xuất khẩu. Và D. Cơ cấu giá trị xuất khẩu của nước ta có xu hướng tăng. Bây giờ chúng ta sẽ quan sát nhanh biểu đồ và chúng ta sẽ xem đối tượng nào tăng liên tục hay không, hay là giảm liên tục hay không. Từ đó chúng ta áp vào câu hỏi để chúng ta trả lời, chọn được phương án đúng. Và phương án đúng của câu hỏi này đó là cơ cấu giá trị xuất khẩu của nước ta có xu hướng tăng. Tức là xuất khẩu của nước ta từ năm 90 tăng từ 46,6% lên 50,7% tăng, nhưng không liên tục. Như vậy phương án D mới là phương án đúng. Dạng biểu đồ thứ 3 đó là biểu đồ cột. Vậy thì khi nào chúng ta chọn biểu đồ cột? Khi trong câu dẫn có các từ sau đây: quy mô, so sánh, khối lượng, sản lượng, diện tích, vân vân của các cái đối tượng địa lý. Về bảng số liệu, thường chỉ có một hoặc hai đơn vị. Cấu trúc của bảng số liệu thường có một đối tượng trong nhiều năm hoặc một năm nhiều đối tượng. Thì chúng ta sẽ lựa chọn biểu đồ cột. Chúng ta tìm hiểu dạng thứ nhất của biểu đồ cột, đó là chọn biểu đồ thích hợp. Cho bảng số liệu, sản lượng dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014-2018, đơn vị là triệu tấn, có 4 mốc thời gian và có hai đối tượng đó là than sạch và dầu mỏ. Theo bảng số liệu, để thể hiện quy mô sản lượng dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014-2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Đường, B. Cột, C. Miền và D là tròn. Chúng ta nhớ lại câu dẫn thầy vừa phân tích, đó là thể hiện gì? Quy mô. Thứ hai, đó là có 4 mốc thời gian. Từ đó chúng ta sẽ lựa chọn được biểu đồ thích hợp cho bảng số liệu này, đó là biểu đồ cột. Như vậy, quy mô thì sẽ là biểu đồ cột. Nếu như có chữ cơ cấu thì chúng ta sẽ lựa chọn dạng biểu đồ tròn. Dạng thứ hai của biểu đồ cột đó là xác định tên biểu đồ. Thầy cho biểu đồ có hai đối tượng dầu mỏ và than sạch giai đoạn 2014-2018. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch. B. Quy mô sản lượng dầu mỏ và than sạch. D. C. Tốc độ tăng trưởng sản lượng dầu mỏ và than sạch. D. Chuyển dịch cơ cấu sản lượng dầu mỏ và than sạch. Dựa vào kiến thức vừa phân tích, chúng ta sẽ dễ dàng lựa chọn được phương án đúng cho câu hỏi này. Chúng ta lựa chọn loại trừ tương phương án 1, phương án A, cơ cấu liên quan đến biểu đồ tròn hoặc miền. Phương án C, tốc độ tăng trưởng liên quan đến biểu đồ đường. Chuyển dịch cơ cấu liên quan đến biểu đồ miền. Như vậy, phương án đúng của câu hỏi này đó là phương án B, quy mô sản lượng dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014-2018. Dạng thứ 3 của biểu đồ cột đó là tìm nhận xét đúng hoặc không đúng với biểu đồ cho sẵn. Thầy cho biểu đồ sản lượng dầu mỏ và than sạch nước ta giai đoạn 2014-2018. Căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với sản lượng dầu mỏ và than sạch của nước ta giai đoạn 2014-2018. A. Sản lượng dầu mỏ của nước ta giảm. B. Sản lượng than sạch của nước ta tăng. C. Sản lượng của than sạch của nước ta tăng liên tục. Và D. Sản lượng dầu mỏ luôn ít hơn sản lượng than sạch. Các em đọc kỹ thầy câu dẫn đó là không đúng, tức là câu hỏi phủ định. Mình sẽ lựa chọn tìm hiểu, tìm tròn phương án không đúng cho câu hỏi này. Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng phương án một. Thứ nhất là sản lượng dầu mỏ của nước ta giảm. Chúng ta nhìn vào dầu mỏ màu xanh, như vậy là từ 2014 17,4 và đến 2018 là còn 14,0 triệu tấn của nước ta giai đoạn không tròn. Sản lượng than sạch của nước ta tăng từ 41,1 lên 42 triệu tấn. Như vậy đây phương án đúng, mình không tròn. Phương án D, sản lượng dầu mỏ luôn ít hơn sản lượng than sạch. Chúng ta quan sát nhanh, chúng ta thấy rằng điều đó luôn luôn đúng. Như vậy mình cũng không tròn. Vậy thì phương án đúng cho câu hỏi này đó là C, sản lượng than sạch của nước ta tăng liên tục. Các em để cho thấy than sạch
có năm 2017 38,4% à 4 triệu tấn. Như vậy nó giảm và sau đó lại tăng lại năm 2018 lên 42 triệu tấn. Như vậy nó tăng nhưng không liên tục. Phương án C là phương án trả lời chính xác. Chúng ta tìm hiểu sang dạng biểu đồ thứ tư, đó là biểu đồ đường. Về câu hỏi, trong câu dẫn thường có các cụm từ sau đây. Thứ nhất đó là tốc độ tăng trưởng, tốc độ phát triển, tăng trưởng hoặc là tình hình phát triển của các cái đối tượng địa lý. Về bảng số liệu, có thể có một hoặc nhiều đơn vị, có thể có một đối tượng hoặc nhiều đối tượng và mốc thời gian là thường lớn hơn hoặc bằng 4 năm trở lên thì chúng ta sẽ lựa chọn biểu đồ đường. Chúng ta tìm hiểu dạng biểu đồ thứ nhất của biểu đồ đường đó là chọn biểu đồ thích hợp. Thay cho bảng số liệu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2005-2016 đơn vị là triệu đô la Mỹ, có 6 mốc thời gian và có 2 đối tượng xuất khẩu và nhập khẩu. Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu, nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2005-2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Kết hợp, B. Đường, C. Miền và D. là cột. Bây giờ chúng ta nhớ lại thầy vừa phân tích kiến thức để nhận dạng biểu đồ kết hợp đó là có, xin lỗi, biểu đồ đường đó là gì? Tốc độ tăng trưởng có trên 4 mốc thời gian, 4 năm thời gian. Như vậy biểu đồ thích hợp nhất cho dạng câu hỏi này, bảng số liệu này đó là phương án D, biểu đồ đường. Thầy nhắc lại, khi nào mình chọn biểu đồ đường? Khi xuất hiện chữ tốc độ tăng trưởng, tình hình phát triển của đối tượng mà trên 4 năm thì chúng ta sẽ lựa chọn biểu đồ đường. Dạng câu hỏi thứ hai liên quan đến biểu đồ đường đó là xác định tên biểu đồ. Thầy cho biểu đồ thể hiện biểu đồ có 3 đối tượng cà phê, chè và cao su của nước ta. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. B. Sự chuyển dịch cơ cấu diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. Và D. Quy mô diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta. Chúng ta sẽ loại trừ và từ đó sẽ lựa chọn được phương án đúng nhất cho dạng câu hỏi này. Thứ nhất, cơ cấu diện tích gieo trồng nó liên quan đến biểu đồ gì em? Với 4 mốc thời gian thì nó sẽ liên quan đến biểu đồ miền. Sự chuyển dịch cơ cấu cũng liên quan đến biểu đồ miền. Tốc độ tăng trưởng liên quan đến biểu đồ đường. Còn quy mô liên quan đến biểu đồ cột. Và như vậy, phương án đúng cho biểu đồ này đó là tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta, phương án C. Dạng câu hỏi thứ hai liên quan đến biểu đồ đường đó là tìm nhận xét đúng hoặc không đúng với biểu đồ cho sẵn. Thầy cho biểu đồ tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai đoạn 2005-2014. Căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào sau đây không đúng với tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng một số cây công nghiệp lâu năm của nước ta giai đoạn 2005-2014. A. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng cao su tăng liên tục và lớn nhất. B. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng chè tăng liên tục và nhỏ hơn cà phê. C. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng cà phê tăng liên tục và nhỏ hơn cao su. Và D. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng cà phê tăng liên tục và lớn hơn chè. Từ đó, chúng ta sẽ áp vào bảng số liệu, biểu đồ. Chúng ta sẽ lựa chọn được phương án trả lời đúng cho câu hỏi này. Đó là phương án A. Tốc độ tăng trưởng diện tích gieo trồng chè tăng liên tục và nhỏ hơn cà phê. Phương án không đúng bởi vì chúng ta nhìn vào chè, chúng ta thấy là từ 2005, 2010 là 106 tăng, sau đó 22 giảm xuống còn 104,7 và sau đó tăng lên 108,2. Như vậy đấy là phương án trả lời cho câu hỏi này. Biểu đồ tiếp theo đó là biểu đồ kết hợp. Vậy thì khi nào mình lựa chọn biểu đồ kết hợp? Các em hãy nhạy bén đọc bảng số liệu nếu bảng số liệu có 2 đơn vị. Tiếp theo, các đối tượng thường có mối liên hệ với nhau, ví dụ như nhiệt độ, lượng mưa, diện tích và sản lượng, dân số và tỷ lệ gia tăng dân số, diện tích rừng, độ che phủ rừng hoặc là số dân thành thị và tỷ lệ dân thành thị. Và nó có các cái liên từ như và, đúng không? Và thời gian ở trong cái biểu đồ kết hợp là thường lớn hơn hoặc bằng 4 năm. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu dạng câu hỏi thứ nhất liên quan đến biểu đồ đường. Xin lỗi, biểu đồ kết hợp. Đó là
cho bảng số liệu số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2019. Có 4 mốc thời gian, có 3 đối tượng, đó là khách nội địa, đơn vị là triệu lượt khách, khách quốc tế, đơn vị là triệu lượt khách, doanh thu từ du lịch, đơn vị là 1.000 tỷ đồng. Theo bảng số liệu, để thể hiện số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2019, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Kết hợp, B. Đường, C. Miền và D. là cột. Chúng ta nhớ lại cách nhân dạng biểu đồ kết hợp. Thứ nhất, đó là chúng ta thấy rằng có 2 đơn vị, có 4 mốc thời gian và biểu đồ thích hợp nhất đó là biểu đồ kết hợp. Dạng câu hỏi thứ hai liên quan đến biểu đồ kết hợp, đó là xác định tên biểu đồ, thầy cho biểu đồ. Có 3 đối tượng khách du lịch, khách quốc tế và doanh thu từ du lịch. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? A. Tốc độ tăng trưởng số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2019. B. Chuyển dịch cơ cấu số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2019. C. Quy mô số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2019. Số khách du lịch. D. Số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2019. Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây? Tốc độ tăng trưởng liên quan đến biểu đồ đường. Phương án B. Chuyển dịch cơ cấu với 4 mốc thời gian thì chúng ta sẽ lựa chọn biểu đồ miền. Quy mô số khách du lịch và doanh thu, chúng ta sẽ lựa chọn biểu đồ cột. Và D. Số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2019. Như vậy phương án D là phương án trả lời đúng cho câu hỏi này. Rằng câu hỏi thứ 3 liên quan đến biểu đồ kết hợp, đó là tìm nhận xét đúng hoặc không đúng với biểu đồ cho sẵn. Thầy cho biểu đồ. Biểu đồ số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000-2019. Căn cứ vào biểu đồ cho biết nhận xét nào sau đây đúng với số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của nước ta giai đoạn 2000 đến 2019. A. Khách nội địa tăng nhanh nhất. B. Khách quốc tế tăng nhanh nhất. C. Doanh thu từ du lịch tăng nhanh nhất. D. Khách nội địa tăng nhanh hơn khách quốc tế. Để trả lời được câu hỏi này, các em phải sử dụng máy tính để chúng ta tính xem đối tượng nào tăng nhanh nhất, đối tượng nào tăng nhanh nhất. Thì chúng ta sẽ lựa chọn lấy giá trị của năm cuối cùng của dãy số chia cho giá trị của năm đầu tiên, thì chúng ta sẽ biết được số lần của các cái đối tượng nó tăng hay giảm theo công thức như sau. Ví dụ thầy thấy khách nội địa thì thầy sẽ lấy 85 triệu lượt khách của năm 2019, thầy chia cho 11,2 triệu lượt khách năm 2000 thì chúng ta sẽ tăng 7,6 lần. Như vậy khách nội địa từ giai đoạn này tăng 7,6 lần. Tương tự như thế, chúng ta sẽ tính được khách quốc tế tăng 8,6 lần và doanh thu du lịch tăng tới 42,4 lần. Từ đó chúng ta sẽ lựa chọn được câu trả lời đúng cho dạng câu hỏi này. Đó là phương án C. Doanh thu từ du lịch tăng nhanh nhất. Như vậy chúng ta vừa tìm hiểu cả cái dạng biểu đồ và cả cái câu hỏi liên quan đến từng dạng biểu đồ một. Và trong kỹ năng địa lý, chúng ta có một kỹ năng rất là quan trọng, đó là nhận xét bảng số liệu. Và để nhận xét được bảng số liệu, chinh phục được cả cái bảng số liệu trong đề thi, các em hãy nhớ thầy một số công thức liên quan đến các đối tượng địa lý thường gặp xuất hiện trong các đề thi gần đây. Thứ nhất, đó là mật độ dân số, đơn vị là người trên km vuông, sẽ bằng số dân chia diện tích. Công thức thứ hai, đó là tính tỉ trọng hay là tính cơ cấu, đơn vị là phần trăm, chúng ta sẽ lấy từng thành phần chia cho tổng nhân với 100. Công thức thứ ba, đó là tốc độ tăng trưởng, đơn vị phần trăm, sẽ bằng giá trị của năm sau chia giá trị năm đầu nhân với 100. Lưu ý, năm đầu sẽ bằng 100% và năm đầu là năm gốc, thì chúng ta sẽ tính được các năm tiếp theo. Công thức thứ 4, đó là tính năng suất của các cái đối tượng, thì chúng ta sẽ lấy sản lượng chia cho diện tích, đơn vị của năng suất đó là tạ trên hecta. Công thức thứ 5, biến độ nhiệt, đơn vị là độ C, sẽ bằng nhiệt độ cao nhất trừ đi nhiệt độ thấp nhất, sẽ ra biến độ nhiệt. Công thức thứ 6,
đó là tổng giá trị xuất nhập khẩu sẽ bằng giá trị xuất khẩu cộng với giá trị nhập khẩu. Đơn vị của tổng giá trị xuất nhập khẩu đó là USD hoặc tỷ đồng. Công thức thứ 7, cán cân xuất nhập khẩu sẽ bằng giá trị xuất khẩu trừ đi giá trị nhập khẩu, đơn vị là USD hoặc tỷ đồng. Nếu xuất khẩu lớn hơn nhập khẩu thì là xuất siêu, và ngược lại, xuất khẩu nhỏ hơn nhập khẩu là nhập siêu. Công thức tiếp theo, tỉnh độ che phủ rừng, đơn vị là phần trăm, chúng ta sẽ lấy diện tích rừng chia cho diện tích tự nhiên nhân với 100. Công thức tiếp theo đó là bình quân lương thực theo đầu người, đơn vị tỉnh là kg trên người, sẽ bằng sản lượng lương thực chia cho số dân, và đơn vị là kg trên người. Công thức cuối cùng mà thầy muốn cung cấp đến các em trong tiết học ngày hôm nay đó là thu nhập bình quân theo đầu người, đơn vị là USD trên người, sẽ bằng tổng thu nhập chia cho số dân. Bây giờ chúng ta sẽ làm những cái ví dụ minh họa cho cả cái công thức liên quan. Thứ nhất, khi để làm được chinh phục được bảng số liệu, các em phải lưu ý khi đọc bảng số liệu. Thứ nhất, đó là các em phải đọc kỹ bảng số liệu, không được bỏ sót các cái dữ liệu ở trên biểu đồ bảng số liệu, và đánh giá tổng quát các cái đối tượng trong bảng số liệu để xem đối tượng nào tăng hay giảm, tăng liên tục hay không. Lưu ý tiếp theo đó là cần kết hợp số liệu tuyệt đối và số liệu tương đối trong quá trình phân tích nhận xét bảng số liệu. Lưu ý thứ ba, tính toán số liệu theo hai hướng chính, đó là chúng ta theo hướng dọc để xem nó tăng hay giảm, và theo hướng ngang, đó là đối tượng nào nhiều nhất, ít nhất. Lưu ý thứ tư, phân tích bảng số liệu nên đi từ tổng quát đến chi tiết, từ khái quát đến cụ thể để chúng ta có cái nhìn tổng quan của đối tượng và nhận xét hiệu quả nhất. Và lưu ý cuối cùng, đó là so sánh các mốc thời gian đầu và cuối của bảng số liệu để xem nó tăng hay giảm. Và lưu ý các mốc thời gian đột biến trong chuỗi số liệu, đó là nó tăng hay giảm. Bây giờ chúng ta sẽ làm các cái ví dụ minh họa khi nhận xét bảng số liệu. Ví dụ 1, cho bảng số liệu diện tích và dân số một số tỉnh năm 2018 có 4 tỉnh Thái Bình, Phú Yên, Kon Tum, Đồng Tháp. Thể hiện đó là có hai đối tượng diện tích km vuông, dân số 1.000 người. Theo bảng số liệu, nhận xét nào sau đây đúng khi so sánh mật độ dân số các tỉnh năm 2018? A. Kon Tum cao hơn Đồng Tháp. B. Đồng Tháp cao hơn Thái Bình. C. Thái Bình thấp hơn Phú Yên. Và D. Kon Tum thấp hơn Phú Yên. Để chinh phục được bảng số liệu này, các em nhớ lại với thầy cách tính mật độ dân số. Đó là mật độ dân số, đơn vị là người trên km vuông, sẽ bằng số dân chia cho diện tích. Lưu ý ở bảng số liệu này, đơn vị diện tích là km vuông rồi, còn dân số đó là 1.000 người. Như vậy chúng ta sẽ lấy dân số chia cho diện tích và nhân cho 1.000, thì nó sẽ ra mật độ dân số của từng vùng. Và muốn làm được câu hỏi này, các em hãy tính vào giấy nháp hoặc tính trực tiếp lên đề với đáp án như sau. Chúng ta sẽ thấy Thái Bình là khoảng 1.130 người trên km vuông, Phú Yên là 181 người trên km vuông, Kon Tum là 55 người trên km vuông và Đồng Tháp là 500 người trên km vuông. Từ đó các em áp vô cả cái phương án trả lời thì chúng ta sẽ lựa chọn được phương án đúng. Và phương án đúng của câu hỏi này đó là Kon Tum thấp hơn Đồng Tháp. Còn ba phương án còn lại là phương án gây nhiễu và phương án sai. Ví dụ thứ hai, thầy cho bảng số liệu diện tích lúa theo mùa vụ ở nước ta qua các năm, đơn vị là 1.000 hecta. Chúng ta có 3 vụ lúa, đó là lúa đông xuân, lúa hè thu và lúa mùa. Có 4 mốc thời gian, 2005, xin lỗi, có 3 mốc thời gian, 2005, 2010 và 2014. Căn cứ theo bảng số liệu, cho biết nhận xét nào sau đây đúng với diện tích lúa theo mùa vụ của nước ta qua các năm. A. Lúa đông xuân giảm, lúa hè thu tăng. B. Lúa đông xuân tăng nhanh hơn, lúa hè thu. C. Lúa đông xuân tăng, lúa mùa giảm. D. Lúa đông xuân tăng nhiều hơn, lúa hè thu. Và để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ những cái lưu ý khi đọc bảng số liệu, đó là chúng ta sẽ đọc theo hàng dọc để xem đối tượng nào tăng, đối tượng nào giảm. Thì sẽ có hai đối tượng tăng, đó là lúa đông xuân và lúa hè thu, và lúa mùa giảm. Tiếp tục chúng ta sẽ sử dụng công thức tính để tính đối tượng nào tăng nhanh hơn, đối tượng nào tăng chậm hơn. Thứ nhất đó là chúng ta sẽ thấy được lúa mùa là tăng 1,1 lần và lúa hè thu tăng 1,2 lần. Tiếp tục chúng ta sẽ xem
ai tăng nhiều, ai tăng ít. Ai tăng nhiều thì ai tăng ít chúng ta lấy số lớn trừ số nhỏ. Như vậy là lúa đông xuân tăng 174,4 nghìn hecta, còn lúa hè thu tăng 384,8 nghìn hecta. Từ đó chúng ta áp các cái kết quả vừa tính vào 4 phương án thì chúng ta sẽ lựa chọn được phương án trả lời đúng, đó là lúa đông xuân tăng, lúa mùa giảm. Như vậy thầy trò chúng ta vừa tìm hiểu 5 dạng biểu đồ và các cái kỹ thuật, kỹ năng nhận xét bảng số liệu. Bây giờ chúng ta sẽ lựa chọn và làm tiếp tục phần luyện tập để xem các em áp dụng cái câu hỏi liên quan vào bài thi như thế nào. Câu 1 cho biểu đồ. Cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta giai đoạn 2005-2016. Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây không đúng về sự thay đổi tỷ trọng cơ cấu diện tích lúa phân theo mùa vụ của nước ta giai đoạn 2005-2016? Lúa mùa giảm, lúa đông xuân giảm, lúa hè thu và lúa thu đông tăng, lúa mùa giảm, lúa hè thu và thu đông tăng, lúa mùa giảm. D. Lúa hè thu và thu đông tăng, lúa đông xuân giảm. Chúng ta hãy quan sát biểu đồ để xem đối tượng nào tăng giảm và mình áp để mình loại trừ phương án, và từ đó chúng ta sẽ lựa chọn được phương án đúng là phương án B, lúa hè thu và thu đông tăng, lúa mùa tăng. Câu hỏi thứ 2, thầy cho bảng số liệu giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2005-2016, đơn vị là triệu đô la Mỹ, có 4 mốc thời gian, có 2 đối tượng xuất khẩu và nhập khẩu. Theo bảng số liệu, để thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị xuất nhập khẩu của nước ta giai đoạn 2005-2016, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Kết hợp, B. Đường, C. Miền và D. Là cột. Chúng ta nhớ dấu hiệu nhận dạng của từng loại biểu đồ. Khi nào xuất hiện chữ tốc độ tăng trưởng và có 4 mốc thời gian thì chúng ta sẽ lựa chọn biểu đồ đường. Câu hỏi số 3. Cho bảng số liệu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2010-2018, có 4 mốc thời gian, có 2 đối tượng thành thị và nông thôn. Theo bảng số liệu, để thể hiện sự thay đổi cơ cấu lao động từ 15 tuổi trở lên phân theo thành thị và nông thôn của nước ta giai đoạn 2010-2018, dạng biểu đồ nào sau đây thích hợp nhất? A. Đường, B. Kết hợp, C. Miền và D. Là tròn. Thì chúng ta dựa vào cả cái từ khóa đó là thay đổi cơ cấu, có 4 mốc thời gian, có 2 cái đối tượng liên quan đến tổng thì phương án đúng đó là phương án C, biểu đồ miền. Câu hỏi số 4. Thầy cho bảng số liệu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta năm 2010 và 2018, đơn vị là 1.000 tấn. Có 3 đối tượng là cá nuôi, tôm nuôi và thủy sản khác. Theo bảng số liệu, để thể hiện cơ cấu sản lượng thủy sản nuôi trồng của nước ta giai đoạn của nước ta năm 2010-2018, dạng biểu đồ nào sau đây là thích hợp nhất? A. Miền, B. Đường, C. Kết hợp và D. Là tròn. Chúng ta nhìn vào cả cái từ khóa đó là cơ cấu có 2 năm và cả cái đối tượng liên quan đến tổng số thì chúng ta sẽ lựa chọn được biểu đồ thích hợp là tròn. Câu hỏi số 5. Thầy cho biểu đồ cơ cấu diện tích các loại cây trồng của nước ta năm 2010 và 2017. Theo biểu đồ, nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi tỷ trọng trong cơ cấu diện tích các loại cây trồng của nước ta năm 2017 so với năm 2010? A. Cây công nghiệp tăng, cây khác tăng. B. Cây lương thực giảm, cây khác tăng. C. Cây lương thực tăng, cây công nghiệp giảm. Và D. Cây công nghiệp tăng, cây lương thực tăng. Chúng ta quan sát biểu đồ và chúng ta sẽ đánh dấu ký hiệu đối tượng nào tăng, đối tượng nào giảm. Từ đó, các em sẽ áp vào câu hỏi, áp vào phương án trả lời và chúng ta sẽ lựa chọn được đối tượng nào tăng, đối tượng nào giảm. Như vậy, phương án trả lời đúng của chúng ta đó là B. Cây lương thực giảm, cây khác tăng. Như vậy, thầy chốt lại, để nhận dạng biểu đồ một cách phù hợp nhất trong bài thi địa lý, các em cần nắm cho thầy 5 cái dạng biểu đồ. Thứ nhất đó là biểu đồ tròn. Thì khi nhắc tới biểu đồ tròn, chúng ta sẽ nhớ thầy quy mô và cơ cấu tỷ trọng tỷ lệ của các cái đối tượng địa lý và mốc thời gian thường nhỏ thu hoặc bằng 3 năm. Còn đối biểu đồ miền, khi nào xuất hiện từ khóa đó là chuyển dịch cơ cấu, thay đổi cơ cấu thay đổi tỷ trọng của các đối tượng mà thời gian trong bảng số liệu từ lớn hơn hoặc bằng 4 năm. Về biểu đồ cột, chúng ta sẽ xuất hiện các từ khóa như là quy mô, so sánh, khối lượng, sản lượng, diện tích của các đối tượng địa lý. Thì chúng ta sẽ lựa chọn được biểu đồ thích hợp, đó là cột. Còn đối với biểu đồ đường,
thì sẽ xuất hiện các cái từ khóa như là tốc độ tăng trưởng, tốc độ phát triển, tình hình phát triển, tăng trưởng của các cái đối tượng địa lý, mốc thời gian thường lớn hơn hoặc bằng 4 năm. Và cuối cùng là biểu đồ kết hợp. Lưu ý cho thầy, bảng số liệu thường có hai đơn vị, các cái mốc thời gian thường từ lớn hơn hoặc bằng 4 năm trở lên thì chúng ta sẽ lựa chọn biểu đồ kết hợp. Như vậy thầy cho chúng ta vừa ôn tập xong cái chủ đề kỹ năng biểu đồ và nhận xét bảng số liệu. Thầy cảm ơn các em đã đồng hành cùng thầy trong tiết học ngày hôm nay. Thầy chúc các em thi tốt và làm bài thật hiệu quả trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và cả cái bài thi liên quan đến môn địa lý. Xin chào, hẹn gặp lại.